Lễ phục tốt nghiệp, trang phục long trọng và ấn tượng dành riêng cho hoạt động tốt nghiệp của bạn. Mầm non, giáo dục nuôi dưỡng chung coi và giáo dục trẻ từ 3 tháng tới 6 tuổi của bạn. Trường mẫu giáo, cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi của bạn nghiên cứu khoa học, hoạt động thí nghiệm giúp phát hiện bản chất sự vật thế giới tự nhiên và xã hội của bạn nghỉ giải lao khoảng thời gian ngắn định kỳ giúp phục hồi Giữa lúc căng thẳng của bạn nghỉ hè giai đoạn nghỉ vào mùa hè ngay sau kết thúc năm học của bạn ngoại khóa hoạt động cân bằng cuộc sống thư giãn và gia tăng năng lượng của bạn nhập học cột mốc bắt đầu khi tham gia học của bạn phát triển chuyên môn tìm hiểu và cải thiện chất lượng về lĩnh vực chuyên môn mới của bạn phòng giáo dục cố vấn và quản lý chủ đề liên quan giáo dục ở huyện của bạn phòng nghỉ giáo viên 20 phòng học cần một phòng nghỉ với diện tích 3 mét vuông mỗi người của bạn